24. Tôi đã gặp ma ở thôn Điền Gia đó. Là sao? Tôi cảm giác cha vợ của cậu Lão Điền đột nhiên xuất hiện trước mắt tôi. Con người tôi hay suy nghĩ nhiều, gặp chút chuyện là thấy không yên, đến mức xuất hiện cả ảo giác nữa. Cậu nói xem, bây giờ tôi là người của mấy cậu, có phải không? Hồn cha vợ của cậu đừng tới tìm tôi nữa. Tôi thật sự không chịu nổi. Trưởng quan Trần, cứ việc yên tâm, tin tình báo của chú rất quan trọng. Tôi thay mặt tổ chức cảm ơn chú. Cứ việc yên tâm đi nha. Thì đi. Nhào nhiều bột như vậy làm gì? Lát nữa con làm bánh ăn chứ làm gì. Làm. Cha, sao cha lại chạy ra ngoài rồi? Cha mau vào trong đi. Lát làm bánh xong con đem vào cho cha. Con điên rồi à? Con bé ngốc này. Nhào bột nhiều như vậy, này phải tốn bao nhiêu bột mì? Đủ hai cha con mình ăn nửa tháng rồi. Đem làm hết bánh cho người ta thì chúng ta sống bằng gì? Cha, cha bụng xỉn hết phần thiên hạ rồi đó. Làm cho người ta vài cái bánh thì đã làm sao? Người ta ăn no mới có sức đánh bọn vật. Đợi bọn vật bị đuổi đi rồi cha mới có thể ra ngoài. Suốt ngày chỉ biết khư khư giữ lương thực trong túi mình. Chẳng phải Võ đại ca đã trả tiền cho cha rồi à? Sao lại sống bằng gì? Đủ rồi. Đủ rồi. Cha, cha làm gì vậy? Chỉ là ăn bánh thôi mà, cho nhiều nước vẫn ăn được. Bụng xỉn. Ăn bánh đi. Tôi làm cả ngày rồi, đợi mọi người về ăn thôi. Đảm bảo đủ, dưới bếp vẫn còn. Ăn đi. Đi đi. Cảm ơn cô nha. Mau lấy đi. Thanh cửu, nào, nếm thử tay nghề của Hỷ đi. Cảm ơn anh. Võ đại ca, cái này lớn, anh ăn đi. Tôi đói rồi, tôi ăn cái này. Tôi cũng đói rồi. Tôi cũng muốn ăn bánh. Đại đội trưởng, anh ăn cái của tôi đi. Ăn từ từ thôi. Không cần cô lo. Được rồi, mọi người vừa ăn vừa bàn đi. Bọn vật đã rất nóng lòng muốn tuyên chiến với chúng ta. Bọn vật tuyên chiến vậy thì đánh thôi. Dù sao trận này sớm muộn gì cũng phải đánh. Nhưng thời gian quá gấp rút. Thiết đại đương gia liên lạc với các chủ mỏ cần thời gian. Dư lão tam bố trí nội ứng cũng cần thời gian. Đồng thời Trần Tổ Thọ thăm dò bố trí binh lực của Nhật cũng cần thời gian. Trong thời gian ngắn không ứng chiến không thành vấn đề. Nếu thời gian dài, bọn Nhật chắc chắn sẽ tìm người tung tin đồn ở quân Bắc Lộ chúng ta không dám ứng chiến. Điều này sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của chúng ta trong lòng dân chúng. Vậy thì chúng ta đánh từ chỗ khác. Chúng ta không thể tự động sa vào bẫy mà bọn Nhật đã bố trí sẵn được. Chúng ta phải nói cho chúng biết, cũng tuyên bố với mọi người, quân Bắc Lộ không sợ chiến, chỉ là chúng ta có chủ trương riêng của chúng ta.
Đội trưởng, anh nói đi. Chúng ta phá lô cốt của chúng trước hay là cho nổ tàu của chúng trước? Bọn Nhật tốn nhiều công sức bố trí một cái bẫy lớn như vậy, binh lực ở nơi khác chắc chắn sẽ yếu. Chúng ta nhân cơ hội này tiêu diệt binh đoàn ở cổng thành của chúng. Thanh Cửu, nào, nếm thử tay nghề của Hỷ đi. Cảm ơn anh. Hỷ đi, Hỷ đi, vào đây, vào đây. Hỷ đi. Nào nào nào, nhiều bánh như vậy mà họ ăn hết rồi sao? Sao không ăn không lễ để thờ? Cái con bé này ăn phải thuốc súng hả? Nói nghe khó chịu vậy. Không thích nghe thì đừng nghe. Họ cũng ăn giỏi thật. Con đã ăn chưa? Nè, cháu để phần cho con hai cái. Mau ăn đi. Tam Hồ, phải trông chừng Đại Khôi. Đừng để cậu ấy cứ hễ thấy đánh là lại sốc nổi. Phải hành động theo kế hoạch. Con gái, ăn bánh đi. Gió đại ca, các cậu đi trước đi. Hỷ đi, sao vậy? Võ đại ca, lần này đánh giặc dẫn tôi theo với. Tôi muốn đánh giặc một cách nghiêm túc. Tôi cũng muốn tham gia hành động quan trọng. Cứ để tôi ở nhà có tác dụng gì chứ? Cô nghĩ rằng công việc của cô không quan trọng sao? Trong coi nhà của cô chính là giúp đội công tác vũ trang của chúng tôi bảo vệ phòng tuyến an toàn nhất. Công việc của cô rất quan trọng. Ở nhà trẻ củi nấu cơm quan trọng gì chứ? Người là sắt, cơm là thép, ăn không no mà đánh được trận à? Chúng tôi ở tiền tuyến đánh trận. Cô nói xem, căn cứ ở hậu phương có quan trọng không? Nhà hội điện các cô chính là căn cứ cỡ nhỏ của đội công tác vũ trang chúng tôi. Hỷ đi là người quan trọng nhất ở căn cứ này. Tôi cũng là người quan trọng sao? Đương nhiên rồi. Còn nữa Hỷ đi, cô phải trông chừng cha cô cho tốt. Hôm nay cũng may là Trần Tổ Thọ không nhìn rõ. Võ đại ca, Trần Tổ Thọ không phải đã về phe chúng ta rồi à? Vì chúng ta nắm được thớp của ông ta nên ông ta mới theo chúng ta. Điều đó không có nghĩa ông ta đáng tin 100%. Chúng ta vẫn cần thời gian để thử thách ông ta. Hỷ đi, hôm nay cũng may là ông ta. Nếu là người khác nhìn thấy cha cô thì căn cứ nhỏ này của chúng ta nó không chừng đã bị lộ rồi. Cô phải nhớ kỹ, đấu tranh với kẻ địch không chỉ là chiến đấu trực diện trên chiến trường mà còn luôn phải đề cao cảnh giác. Cô hiểu chưa? Tôi hiểu rồi. Tôi biết Hỷ Ni là người thông minh mà. Vừa nói đã hiểu. Vậy tôi đi nha. Chỉ có hai tên lính gác, giết chúng xong sẽ dễ hành động. Trong thành có người Nhật đóng quân, không được đánh động tới chúng. Bị chúng bám theo thì sẽ rắc rối. Phải đánh nhanh thắng nhanh. Tu Văn, lát nữa phải xem anh rồi đó. Lại dùng chiêu này. Võ Trung Nghĩa, có phải là bây giờ không có tôi thì anh không biết đánh trận không? Biết tiếng Nhật thì ghê lắm sao? Tuy bảo anh đi giả làm người Nhật, nhưng kế hoạch là do đội trưởng nghĩ ra. Được rồi, ông đây là quân dân, chiến đấu với bọn Nhật một cách đường đường chính chính.
chứ không phải dựa vào mấy trò trộm gà bắt chó này. Câu này sao nghe mà chói tai vậy? Việc này không liên quan gì tới đường đường chính chính. Nói chung tôi nhìn không ưa mấy thứ âm mưu quỷ kế này của anh. Việc binh không ngại dùng chiêu trò, có thể giết người Nhật còn có thể giữ được mạng sống. Đây chính là chiêu trò của tôi. Đội trưởng, không cần nhiều lời. Anh ta chỉ muốn tìm cơ hội để xỉa xối mình. Được rồi, chuẩn bị hành động. Đội trưởng, cái này cũng khá thơm. Inoue, sao tôi ngửi thấy mùi gà nướng? Hình như tôi cũng ngửi thấy. Không lẽ có người đang nấu ăn? Cần đi xem không? Nhưng mà chúng ta đang canh gác. Inoue, tôi thấy hơi đói rồi. Hay là để tôi đi xem thử. Có đồ ăn tôi sẽ mang về cho anh. Kobayashi, nhất định phải cẩn thận. Yên tâm, tôi sẽ quay lại ngay. Mày ké nào? Người mình. Tôi đói quá không ngủ được. Nên nướng con gà ăn. Qua đây ăn chung không? Kobayashi, ai đó? Inoue, yên tâm, là người mình. Được. Mau qua đây, vừa chín, thơm lắm. Kẻ nào? Là tôi. Anh Kobayashi đang ở bên kia ăn. Bảo tôi mang cho anh một con. Cảm ơn nha. Gà nướng à? Ăn đi cho nóng. Ôi mẹ ơi, chỉ vì ăn gà nướng mà mất mạng. Cái miệng tôi từ sau không dám ăn gà nữa. Có muốn ăn thì bác lộ cũng không có. Chỉ huy Hoàng quân Đại Nhật Bản tuyên chiến với chỉ huy quân bác lộ, cứ việc tới giải cứu phạm nhân. Chúng tôi tiếp đón bất cứ lúc nào. Cáo thị này viết chẳng đâu vào đâu. Bọn Nhật đã dán cáo thị, chúng ta đã tới đây, cũng nên phản hồi lại. Phản hồi thế nào? Mọi người nghe đây, đã tìm hiểu kỹ. Bình thường nơi này có hơn 50 người. Gần đây bọn Nhật điều binh tập trung tới khu mỏ, nên số lượng giảm một nửa. Mọi người nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh. Trong thành vẫn còn đại bộ đội của Nhật, cố gắng đừng đánh động chúng. Tức là không dùng súng. Lúc nguy hiểm, bảo toàn tính mạng là quan trọng nhất. Sắp có hành động lớn rồi, đừng để xảy ra thương vong vào lúc này. Còn nữa, nếu bất đắc dĩ phải nổ súng với chúng, đừng ham đánh quá. Nhóm người tam hồ sẽ cắt đuôi, những người khác chia nhóm hành động theo kế hoạch. Đi. Tôi bảo cô theo đội một của tam hồ mà. Tôi không muốn theo anh ta. Tôi muốn theo anh Thiết Liên Hoa, cô lại không nghe chỉ huy. Vậy để cô ta thay tôi. Không được. Quay gì? Dựa vào đâu anh dẫn cô ta mà không dẫn tôi? Tôi kém hơn cô ta chỗ nào? Bên ngoài hình như có tiếng nói. Là phụ nữ. Cô em xinh yêu. Tôi đi coi thử. Nửa đêm nửa hôm làm gì có tiếng gì.
còn không nghe lời chỉ huy, sau này cũng không cần tham gia chiến đấu với chúng tôi nữa. Tôi không có cố ý. Alo. 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 Người đâu? Ngoài ra, bộ đội canh gác cổng thành không ai nghe điện thoại. Điều xe tới cổng thành. Rõ. Ai mà to gan vậy? Giết người nhà còn treo sát thị chúng. Trong phòng còn chết nhiều người hơn. Vừa rồi có người mạnh dạn vào xem rồi, toàn bộ người bên trong đều đã chết, không sót một ai. Đại ca, tôi gần cổng thành mà đêm qua không thấy một chút động tĩnh gì. Tôi thấy người giật, sợ là trúng phải tà gì rồi. Chết nhiều người như vậy mà không có động tĩnh gì. Trúng tà gì mà trúng tà? Cậu không hiểu thì đừng nói bừa. Là quân Bát Lộ làm đó. Đại ca, sao anh biết? Ở đó viết rõ ràng rồi còn gì nữa. Đại ca, tôi không biết chữ. Anh nói xem trên đó viết gì. Đúng vậy. Trước tiên, người Nhật viết cáo thị muốn khiêu chiến với Bát Lộ. Kết quả là quân Bát Lộ tới, giết chết toàn bộ người của doanh trại, còn để lại lời nhắn. Lời nhắn gì đại ca? Quân Bát Lộ cũng không nhiều lời với người Nhật, chỉ để lại hai chữ ứng chiến. Tình hình cam go quá. Người Nhật tới rồi, chạy mau. Chạy mau. Khốn kiếp, quân Bát Lộ đáng chết. Các ông chủ mỏ, hôm nay tôi mời mọi người tới, chắc mọi người biết gì điều gì. Trước tiên đại ca, người Nhật muốn chiếm mỏ của chúng ta. Chúng tôi từ lâu đã mong muốn có người dẫn đầu bước ra. Anh chịu ra mặt thì tốt quá rồi. Anh nghĩ cách giúp mọi người đi. Mọi người hiểu là chuyện gì thì tốt quá rồi. Nói một câu thật lòng, chúng ta làm anh em nhiều năm, chưa từng làm gì có lỗi với người Nhật đúng chứ? Đương nhiên, nếu có lỗi thì cũng là người Nhật có lỗi với chúng ta. Chúng ta ở đây cai quản khu mỏ từ đời này qua đời khác. Người Nhật tới, ban đầu thì mở cái hội xã gì đó, ra bộ là hợp tác, nhưng thực ra là ép mua ép bán. Sau đó lại ép chúng ta bán rẻ quặng sắt mà chúng ta vất vả đào lên cho bọn chúng. Sau đó càng ngày càng được nước lấn tới. Mỏ bên này của chúng tôi cũng bị chúng nuốt gần một nửa rồi. Gần một nửa rồi. Đám chó nuôi này, có súng có pháo, chúng tôi phẫn nộ mà không dám nói. Lần này nói còn hay hơn. Nói cái gì mà nâng cao hợp tác chiến lược. Tôi thấy là chúng muốn dơ vét tài nguyên cuối cùng của chúng ta. Mặt rộ nói đúng.
Thực tế những gì tôi nói cũng là những điều này. Mọi người nghĩ mà xem, những năm qua chúng ta đã nhẫn nhịn nhượng bộ hết lần này tới lần khác. Đến bây giờ chúng ta còn có thể nhượng bộ không? Không thể. Còn nhượng bộ thì chúng ta chỉ có chết thôi. Có lẽ có một vài ông chủ cho rằng mấy năm trước kiếm được chút tiền, cho dù bọn Nhật chiếm mất mỏ quặng, vẫn có thể lui về làm một phú ông không màng sự đời. Chuyện này không liên quan tới bản thân. Không liên quan thật sao? Mọi người nghĩ mà xem, bọn Nhật chiếm mỏ của chúng ta xong là thôi hay sao? Không đời nào. Hôm qua chúng cướp quặng sắt của anh, hôm nay chúng có thể cướp cả khu mỏ. Ngày mai chúng có thể cướp tiền của anh, cướp vợ, cướp con gái của anh. Bình thường bọn Nhật luôn rêu rao khối thịnh vượng chung Đại Đông Á, gì mà Trung Nhật hữu nghị? Chúng từng hữu nghị với chúng ta bao giờ chứ? Chúng hoàn toàn không coi người Trung Quốc là con người. Ở núi Bình Định, bọn chúng giết bao nhiêu người Trung Quốc của mình? Hơn 3.000 người, hơn 3.000 người dân, hơn 400 hộ giết sạch. Sau cùng một mồi lửa thiêu rụi núi Bình Định. Mọi người ngồi đây nghĩ mà xem, nếu chúng ta còn nhượng bộ, khu mỏ của chúng ta liệu có trở thành núi Bình Định thứ hai không? Đúng, không thể để người Nhật tiếp tục ức hiếp chúng ta. Thiết đại ca, anh nói phải làm sao đi, anh làm chủ, chúng tôi theo anh. Kiểu gì cũng là chết, không thể để bọn chúng ức hiếp được. Thiết đại ca, anh gọi mọi người tới đây chắc chắn đã có cách rồi. Anh nói ra đi. Nói chung tôi sẽ chiến với bọn Nhật. Các vị cũng chiến theo tôi chứ? Chiến chứ. Chiến, theo anh chiến. Khoan đã. Thiết đại ca, chuyện này chúng ta vẫn nên cân nhắc cho kỹ càng. Còn cân nhắc gì nữa, xa tẩu thuốc. Đạo lý rành rành ra đó rồi, anh còn cân nhắc cái con khỉ? Còn cân nhắc thì chúng ta bị bọn Nhật đuổi ra khu mỏ luôn rồi. Anh không biết hả? Chỉ với thực lực của chúng ta, chiến với người Nhật thì chỉ có chết thôi. Người chết, mỏ cũng mất, không được đợi gì. Vậy nếu như không chết, còn có thể giữ được mỏ thì sao đây? Đúng vậy. Khốn kiếp, chúng ta còn chưa hành động đã bị quân Bát Lộ giết một tiểu đội. Bay ra, tôi hỏi cậu, phẫn nộ không? Thưa ngài tư lệnh, quân Bát Lộ ngông cuồng như vậy, chúng phải trả giá lớn vì điều này. Ở đây mỗi một binh sĩ bị giết hại đều là dũng sĩ của đế quốc Đại Nhật Bản ta. Trung Quốc có một câu thành ngữ: ăn miếng trả miếng. Maeda, cậu đã nghĩ làm sao để đánh trả chưa? Rõ. Trước tiên đại ca, nói nãy giờ rốt cuộc anh có cách gì? Chúng ta phải làm sao mới đoạt lại được khu mỏ? Suy cho cùng, bọn Nhật vẫn phải nhờ chúng ta đào mỏ. Bọn chúng chiếm mỏ, ngoài có súng có pháo ra, chúng còn gì nữa? Chẳng phải là vài tên kỹ thuật viên đứng ở đó cai quản hay sao? Nếu mấy tên đó chết rồi, bọn Nhật có thể điều binh tới để đào hay sao? Chúng vẫn phải dựa vào chúng ta mà thôi. Có đúng không? Đúng. Tôi thấy cách của Thiết Tiên đại ca được đó. Đúng. Ý của anh là giết đám kỹ thuật viên người Nhật. Mọi người đều biết, mấy tên gọi là kỹ thuật viên này có tên nào trên tay không dính máu của công nhân bỏ chúng ta không? Những năm qua, người bị chúng ép chết, đánh chết, hại chết nhiều biết bao nhiêu. Chúng không đáng phải giết sao? Đúng vậy. Đúng là đáng phải giết. Nhưng nếu thật sự giết kỹ thuật viên người Nhật, chúng có chịu để yên không? Đến lúc đó, chúng quay lại giết chúng ta máu chảy thành sông. Cậu nghe ai nói giết kỹ thuật viên thì chúng sẽ tìm chúng ta tính sổ. Không tìm chúng ta tính sổ thì tìm ai? Cậu không biết gì thế nhỉ? Cậu không biết bịa ra một lý do sao? Cậu, đây là chuyện rõ mồn một rồi. Bọn Nhật muốn chiến với quân Bát Lộ, sau đó điều binh lính ra ngoài thành. Quân Bát Lộ lại lén vào thành bằng đường hầm cũ giết người Nhật. Như vậy liên quan gì tới chúng ta? Có phải không? Hơn nữa, Bát Lộ gây bạo động, các ông chủ mỏ đều không biết. Chúng ta còn bị tổn thất nữa mà, bị trộm cướp nữa mà.
có đúng không? Anh còn có câu kết với Bác Lộ. Cậu, cậu nói dớ dẫn gì vậy? Thế nào gọi là câu kết? Cậu vẫn chưa hiểu ý tôi. Ý của tôi là làm sao để kiếm một cái cớ cho chuyện này. Đương nhiên rồi, bọn nhà cũng không thể chỉ nghe lời từ phía chúng ta. Vẫn là ý vừa rồi tôi nói, giết hết mấy tên kỹ thuật viên kia đi. Chúng vẫn phải nhờ chúng ta đào mỏ quặng cho chúng. Chúng vẫn phải nuốt vào trong bụng. Còn về sau này chúng tìm ông chủ nào để xả giận, giết gà dọa khỉ gì đó, thì phải xem mạng ai lớn hơn rồi. Đúng là nghe theo số trời. Nhưng tôi cảm thấy còn hơn là chúng ta không có gì cả. Câu nói này có lý. Cho dù có đến giết Lưu Nhị mặt rỗ tôi thì cũng là số mạng. Ít ra tôi cũng từng đấu tranh, còn hơn là làm rùa rụt cổ, sau cùng bị một nhát chém chết. Nói tóm lại chuyện này tôi theo. Cũng không còn đường khác để đi nữa, tôi cũng theo. Em vợ của tôi cũng bị người Nhật bắt rồi. Nếu không cứu ra được, vợ tôi sẽ làm ầm lên. Nếu muốn sau này được sống yên ổn thì theo Thiết Tiên đại ca. Chiến, đi theo Thiết Tiên đại ca. Đại ca, tôi theo anh. Sa tẩu thuốc, ý của cậu thế nào? Thiết Tiên đại ca, tôi thấy chuyện này vẫn phải tính kế lâu dài. Hoàng quân trước giờ đối xử không tệ với chúng ta. Nếu làm thật, lỡ như trận này bọn Nhật thắng, vậy chúng ta biết ăn nói sao với họ đây? Ý của cậu là chúng ta nên một lòng với người Nhật? Cũng không hẳn là một lòng hay hai lòng. Tôi chỉ nghĩ thế này, chỉ cần chúng ta theo sát Hoàng quân, chắc chắn có cái ăn cái mặc. Có gì không tốt chứ? Chỉ cần nịnh cho Hoàng quân vui thì chúng ta sẽ không phải chịu thiệt. Còn về Bác Lộ, bọn họ muốn quậy thì cứ mặc cho họ quậy. Chúng ta không cần chết chung với họ. Hoàng quân, Hoàng quân, Hoàng quân là cha hay là ông nội của cậu? Cậu có còn là người Trung Quốc nữa không? Cậu làm ăn trên địa bàn của cậu còn phải nhìn sắc mặt của người khác nữa à? Cậu còn sống chết chưa rõ sao? Sao lại phải hèn hạ như vậy? Tôi hèn hạ, cho nên tôi nghĩ chúng ta nên giữ cái mạng của mình trước. Thiết đại đương gia, đừng nói tôi không nhắc nhở anh. Nếu thật sự đấu với Hoàng quân, cái mạng nhỏ của anh coi như mất, mạng đã chẳng còn, thì còn nói gì tới chuyện khác. Theo tôi thấy, chúng ta cứ để cho Bác Lộ và Hoàng quân đấu với nhau. Họ thích đánh thì đánh, thích giết thì giết, tốt nhất ra chỗ khác mà đánh. Nếu như Sa Tẩu Thuốc đã không muốn theo, vậy tôi cũng không miễn cưỡng. Được, được. Vậy tôi xin phép đi trước. Như cửu, tiễn khách. Các ông chủ, mời tất cả ngồi xuống. Bây giờ, đây là bản đồ bố trí phòng thủ ở khu mỏ. Khu vực này là hang mỏ bình thường. Khu này và cả khu này nữa là nơi chúng ta sẽ mai phục quân Bác Lộ. Bản đồ là vật chết,
quân phòng thủ của chúng ta là người sống, quân địch Bát Lộ cũng là người sống. Tôi muốn anh đuổi cùng giết tận, bất kể là công dân mỏ bình thường hay là quân Bát Lộ. Từ nay về sau, chỉ cần là người Trung Quốc đối đầu với đế quốc Đại Nhật Bản, đều giết chết không tha. Rõ. Cậu ta tưởng tôi không biết cậu ta có ý định gì sao? Các cậu có tin sau khi ra khỏi cánh cửa này, cậu ta sẽ đi báo tin cho người Nhật không? Chết là đáng tội. Vậy thật không ra làm sao? Sao tẩu thuốc này trước giờ có quan hệ không tệ với người Nhật? Nếu để anh ta ra ngoài, chắc chắn lập tức bán đứng chúng ta với người Nhật. Anh ta làm thân tín cho người Nhật, chúng ta bị chém đầu, mỏ quặng của chúng ta chắc chắn anh ta cũng có phần. Đúng. Thiết Tiên đại ca vừa nói gì, anh ta liền làm trái ngược lại. Chắc chắn anh ta đã bị người Nhật mua chuộc rồi. Chắc chắn thâm nhập vào nội bộ chúng ta làm nội gián. Thiết Tiên đại ca, Sa Tẩu Thuốc chính là Hán Giang. Giết hay lắm. Giết hay lắm. Giết hay. Anh ta đáng giết. Đúng, đáng giết. Các vị, chuyện này rốt cuộc mọi người có làm không? Phải trả lời cho tôi biết. Làm chứ. Làm. Chắc chắn phải làm rồi. Được. Nếu mọi người đã đồng ý, vậy tôi phải nói trước. Chuyện này tất cả chúng ta đều tham gia. Hôm nay từ đây bước ra ngoài, nếu ai báo tin cho người Nhật, tất cả chúng ta sẽ một mực khẳng định là ý của người đó. Đại ca yên tâm đi, không có đâu. Đại ca yên tâm. Anh yên tâm đi. Như cửu, đem lên đây. Ký tên đi. Ai là Dư Lão Tam? Ai là Dư Lão Tam? Rốt cuộc Dư Lão Tam có đây không? Người nhà gửi thư. Trưởng quan, tôi là Dư Lão Tam. Tai anh bị điếc à? Vừa gọi tại sao không lên tiếng? Tai tôi quả thật không được tốt. Xin lỗi trưởng quan. Đây. Cảm ơn trưởng quan, cảm ơn trưởng quan. Đại ca, thư này là sao? Nhìn gì? Không có gì hết. Chỉ là người nhà dặn dò vài câu thôi. Không thể nào. Người nhà dặn dò sao anh lại ăn đó? Người đem đó là thư nhà của tôi, đừng giật. Người Nhật muốn giết hết chúng ta. Cái gì? Các người có giật cũng vô ích thôi. Xem thư xong cũng không cứu được mấy người. Có biết chữ không mà giật? Dư Tam ca, làm sao anh biết được tin đây? Nếu mọi người đã nhìn thấy, vậy tôi cũng không giấu làm gì nữa. Rất nhiều người biết tôi, Dư Lão Tam của khu mỏ. Tin này là ông chủ của tôi dùng tiền để mua được đó. Nói thật cho mọi người biết, ông chủ của tôi quả thực đã nghĩ ra một vài cách. Nếu không, bức thư này cũng không vào đây được. Dư Tam ca, nếu ông chủ thiết có thể gửi thư vào đây thì chắc chắn có cách cứu cậu ra. Đúng vậy Tam ca. Các vị có muốn biết là cách gì không? Đương nhiên là muốn rồi. Tam ca, vậy tôi kể cho mọi người nghe. Binh lực của Nhật chúng ta đã tìm hiểu rõ rồi. Chúng nghĩ rằng chúng ta là bộ đội chủ lực, cho nên bố trí binh lực chủ yếu ở vòng ngoài. Mấy người chúng ta chia nhau ra lẻn vào bên trong sẽ không có vấn đề gì. Người Nhật sẽ không ngờ tới quân của ta đã ẩn nấp sẵn ở trong khu mỏ. Đội trưởng, bọn Nhật ở vòng ngoài vào chi viện mất bao lâu? Tôi tính rồi, nhanh nhất cần hơn một tiếng. Cho nên trong vòng một tiếng, chúng ta nhất định phải giải quyết toàn bộ bọn Nhật ở trong khu mỏ. Đợi viện binh của chúng ta nơi, chúng ta dùng công sự của Nhật để chặn đánh chúng. Chắc chắn sẽ cho chúng một đòn đau. Ôi mẹ ơi, vậy tốt quá rồi. Đã lâu lắm rồi tôi chưa được đánh đã như vậy. Cậu ngồi xuống. Nghe đội trưởng nói. Mọi người nghe đây,
Bọn Nhật sẽ gấp rút về chi viện, không có cách nào mang vũ khí hạng nặng, cho nên chúng ta chặn đánh chắc chắn sẽ khiến chúng bị tổn thất lớn, nhưng tuyệt đối không được ham chiến, bởi vì binh lực của chúng mạnh hơn chúng ta rất nhiều. Cho dù ông chủ Thiết liên kết với cả những ông chủ khác thì khả năng tác chiến của chúng ta so với người Nhật cũng không bằng. Đợi diễn binh của Nhật từng đợt tiến vào, chúng ta chắc chắn không đỡ nổi. Cho nên chặn đánh đợt diễn binh đầu tiên, chúng ta lập tức rút. Rút gì mà rút? Khu mỏ có nhiều hang mỏ bỏ hoang như vậy, chúng ta lại chỉ có vài người, phải đánh cho hết sức có thể. Đánh xong trốn vào mỏ bỏ hoang là được rồi. Huống hồ lúc nãy anh nói quân Nhật bố trí binh lực ở vòng ngoài, thì chúng ta rút ra ngoài chẳng phải sẽ chạm trán chúng sao? Võ Trung Nghĩa, có phải anh sợ chiến không? Chúng ta có ít người dễ trốn, vì những ông chủ tham gia bạo động khác thì sao? Kéo họ làm cùng rồi bỏ mặc họ sao? Bọn Nhật đuổi tới sẽ giết người bừa bãi, anh không biết sao? Tôi biết có vài hang mỏ rất lớn, nhiều người đến mấy cũng trốn được. Võ đại ca, tôi thấy chúng ta vẫn nên đánh một trận với bọn Nhật. Đợi chúng kéo vũ khí hạng nặng vào thì chúng ta trốn vào trong hang mỏ. Trốn vào trong hang mỏ, có nhiều người như vậy sẽ ăn gì? Chuyện này tôi vẫn chưa nghĩ tới. Mọi người nghe đây, hành động lần này có 3 mục tiêu chủ yếu. Một là giải cứu công nhân bỏ. Hai là khiến cho bọn Nhật cảm thấy bộ đội chủ lực của quân Bát Lộ vẫn hoạt động trong địa bàn của chúng, để khiến chúng không dám đối phó căn cứ của chúng ta. Ba là tạo điều kiện có lợi cho Thiết Đại Đương gia đoạt lại khu mỏ. 3 mục tiêu này hoàn thành, tại sao chúng ta còn phải đánh? Không lẽ các người cho rằng đội công tác vũ trang chúng ta có thể tiêu diệt toàn bộ quân Nhật sao? Tôi chỉ đưa ra ý kiến thôi, đâu cần phải hung dữ như vậy. Tôi và Thiết Đại Đương gia đã bàn bạc rồi, đánh chặn xong chúng ta sẽ thông qua đường hầm bí mật ở trong hang mỏ để rút ra ngoài. Đường hầm này Thiết Đại Đương gia sẽ cố ý tiết lộ cho người Nhật. Như vậy sẽ giải thích được vì sao quân Bát Lộ lại đột nhiên xuất hiện ở trong khu mỏ, và người Nhật cũng sẽ không nghi ngờ các ông chủ ở khu mỏ. Mọi người nghe kỹ, trận này liên quan tới rất nhiều người, chỉ một sơ suất là mấy trăm mạng người, cho nên không được phép xảy ra bất cứ sơ suất gì. Mỗi một bước đều phải tính toán kỹ càng trước. Tôi biết đường hầm đó, tới lúc đó mọi người theo tôi là được. Thiết Liên Hoa, cô sẽ không tham gia hoạt động lần này. Tại sao chứ? Bởi vì cô không nghe chỉ huy, không phải chỉ là một hai lần. Lúc nãy tôi đã nói rồi, tôi không cho phép xảy ra bất cứ sơ suất nào. Nếu như ai cảm thấy không thể hoàn thành phục tùng chỉ huy của tôi, thì bây giờ có thể rút lui. Võ Trung Nghĩa, anh hiếp người quá đáng. Chuyện lúc trước tôi đã xin lỗi rồi, tại sao anh cứ nhắc mãi không thôi? Bởi vì cô đã tái phạm nhiều lần. Lần trước ở cổng thành cô đánh động người Nhật, nếu không phải chúng ta kịp thời ra tay, cô biết phải trả giá thế nào không? Hơn 20 người Nhật, cô tưởng chúng là bùn đắp lên tường thôi sao? Nếu thực sự đánh nhau với chúng, diễn binh của Nhật ở trong thành tới, cô cho rằng đội công tác vũ trang của chúng ta còn giữ được mạng để ra ngoài à? Tôi biết là tôi đã sai rồi, nhưng tôi cũng đã từng lập rất nhiều công lao không phải sao? Cứ nói cuộc bạo động lần này đi, nếu không phải tôi dốc hết công sức giúp các anh, anh tưởng cha tôi đồng ý nhanh vậy à? Võ Trung Nghĩa, anh tự hỏi lương tâm của anh, tôi giúp đội công tác vũ trang của anh bao nhiêu lần rồi? Võ Trung Nghĩa, anh ức hiếp người quá đáng. Được, anh không cho tôi đi đánh bọn Nhật đúng không? Đội trưởng, Thiết Đại Đương gia cử người tới báo tin. Liên Hoa, ai ức hiếp em? Các người muốn biết ông chủ làm sao để cứu tôi ra ngoài không? Muốn. Được, vậy tôi sẽ nói cho mọi người. Ông chủ của tôi đã bỏ tiền ra để mua chuột ngụy quân gác cửa. Đến lúc đó hắn sẽ đưa tôi ra ngoài, rồi lén lút thả tôi ra. Mọi người nghĩ mà xem, ở đây có nhiều người như vậy, thiếu một người bọn chúng chắc chắn sẽ không biết. Nhưng nếu như thả hết mọi người, vậy thì bọn Nhật chắc chắn sẽ biết. Cho nên chỉ có thể cứu mình tôi, không thể cứu được tất cả mọi người. Dư Tam Ca, cầu xin anh cứu tôi. Nhà tôi còn có mẹ già, nếu như tôi chết thì mẹ tôi không sống nổi nữa đâu Dư Tam Ca. Đúng đó, cứu chúng tôi với. Dư Tam Ca, anh nghĩ cách gì đi. Tam Ca, mọi người cùng chung hoạn nạn, không phải là tôi không muốn cứu mọi người, nhưng tôi cũng lực bất tòng tâm. Dư Tam Ca, anh có cách cứu bản thân mình thì chắc chắn cũng có cách cứu chúng tôi ra ngoài. Đúng đó Tam Ca, giúp chúng tôi nghĩ cách đi. Trừ phi gì?
trừ phi chúng ta cướp súng, liều với bọn Nhật. Mọi người nghe đây, lúc nào tên quỷ quân đó tới thả tôi ra, tôi sẽ đánh ngất hắn, rồi cướp chìa khóa để mở cửa. Sau đó mọi người cùng nhau xông ra ngoài. Có điều mọi người cũng biết đó, bên ngoài hang mỏ chính là lô cốt trung tâm của bọn Nhật. Trên đó có rất nhiều súng máy, cho dù là chúng ta xông ra ngoài, mấy cổ súng máy ở trên đó cũng không tha cho chúng ta. Đến lúc đó chỉ đành nghe theo số trời thôi. Chuyện liều mạng thế này tôi không ép mọi người. Nếu mọi người không muốn làm, tôi cũng khỏi phải liều mạng. Dù sao cũng là chết. Liều thì liều, liều mạng với bọn Nhật đi. Liều, đúng, liều đi. Liều, liều đi. Được. Nếu mọi người đã muốn làm, vậy tôi cũng dốc hết sức mình, cùng anh em liều một phen.